Chào anh em nhé, lâu lắm rồi. Hôm nay gặp lại anh em tại hồ Dương Văn Bé nhé. Hôm qua mình vừa thả phải tầm gần 200 cân, cả nheo có còn đến 10 cân đấy. Thế hôm nay mình quyết định sang quay clip cho anh em. Anh em chúc mình may mắn nhé. Riêng cái loại lua này nha, là các bác này quánh phải chéo chéo cần ví không nhờ nó bật lưỡi vào mặt. Đúng rồi. Anh em gì này, cảnh đẹp không? Nhiều lắm rồi đấy. Ở hồ này của em nhìn thấy nhiều. Ui dồi ôi, hàng đây rồi, hàng đây rồi. Cô dâu rồi anh em. Bé không anh? Khỏe à? Ui dồi ôi, ui dồi. Ui dồi. Quả chắc phát cuối rồi. Chắc phát cuối rồi. Quả lên ạ. Ui dồi. Anh em ạ, đây đúng là chuẩn là dậy sớm để thành công. Chuẩn luôn, đúng đường 3 phải sợ thật. Sao thả đi. Anh em phải thả hộ thả. Và tôi thả 180 mấy cân. Cá nó to. Hôm qua anh biết tại sao cái cá của cái bố này của em nhá, cá luôn luôn đi ăn ngay. Tại vì em bà chị, bà chợ bà nhặt từng con một đấy, xong bà cho một cái chỗ của bà ấy, xong đủ hơn 100 cân rồi bà mang cho em một lượt. Thế là nó cẩn thận giúp anh, cẩn thận giúp kè nhá, cẩn thận giúp kè. Tốt hơn rồi, xong rồi, lên rồi. Kệ đó, bọn này nó không như bọn kia. Đây rồi, đây nhớ đây rồi. Mẹ, lên. Lên. Nhà máy. Úi dồi, tí cắm đầu đúng hồ. Về không anh? Làm phát này thôi ra ăn sáng thì gì nữa. Đợi câu. Anh Tùng này có một kênh YouTube ấy. Anh Tùng có kênh Thanh Tùng Fishing ấy. Anh em vào xem của anh nhé. Trên đấy cũng có, anh ấy có 5-6 cái video về cái hồ mình rồi. Anh ấy chia sẻ cách câu. Nói chung là anh ấy câu cũng khủng ấy. Mình cũng nể luôn. Ui. Vãi lều. Anh Thắng ơi, anh nhìn con này này. Ui. Bảo sao anh bảo làm sao mà lên được hả? Ui. Nhìn vãi lều luôn. Một con đầu tiên. Ba lều nhất. Hai phát tỉ. Ui anh em ơi. Hai phát tát trượt. Anh em ơi. Ui cái đầu của nó này. Các bác thấy thế nào và đến tự cảm nhận nha các bác nhá. Đây là hồ lua Dương Văn Bé ở gần ngay chỗ anh ơi. Anh Cao ơi. Anh Cao, nếu mà quay anh cứ cầm cho em nhá. Cô chết đâu không mang cái tìm đó. Đây để em cân con này phát. Ui. Hôm qua cá em thả nhưng mà em không nghĩ nó to đến mức như này thật. Ba đường duy nhất các anh nhá. Đến 7 cân nhưng mà 7 cân nhưng mà em không nghĩ là nó đến mức nó khủng khiếp như này luôn. Không thể ngờ. Ui. Lô cá này phải gọi là đỉnh. Anh cứ clip cho em quả đấy phát để em cân con này phát. Ui. Ngồi vào mình chụp cho. Ngồi. Ơi cẩn thận dẫm vào cần. Ba đường duy nhất. Ui. Đừng bước vào cần nhé. Ui. Con này không thể dưới 8-9 cân được. Ui. Mẹ nó kéo vào sao nó không mẹ xuống hồ mới là lạ. Ui. Có sách được nổi không? 8 cân 8. 8 cân rưỡi. 9 cân đi. Vào 9 cân đi. 9 cân anh em ạ. Ui. Quá phê pha nhá. Đi câu nó phải biết câu cơ. Sợ thật. Nể. Lần đầu tiên mình cá mình thả nhưng mình cũng không nghĩ là con cá của mình nó mình thả nó đến mức sai như thế này. Sợ thật. Tạp sầu thế mà. Ui giời. Con to nhất kia. To nhờ. Hôm qua anh câu con 10 cân đúng không? Con 10 cân nữa, phải có con 10 cân. Thế nó hơn con này à? Hơn con này. Ui vãi. Ui. Đâu có quá này. Thế này thì ăn mồm mà. Hôm nay là bông và vây là đéo lên rồi. Lên thoải mái luôn. Ngoài bông vây bằng ngoài. Bông gì phạt này có bông mình quận. Không ăn mồm thì bị nhưng con này mắc vây. Chán quá anh em ạ. Vừa bị mất một con mồi. Ra xe lấy mồi thì vào ông anh lại lên hàng tiếp.
Ui ôi. Phê không anh em? Dính cá rồi anh em, dính cá rồi. Câu nổi tiếng của bác Toán. Phê không anh em? Phê không anh em? Như này là thấy phê rồi. 10 phút cho nổi cá. Thôi anh làm quả này một phát này xong đi ra thẳng ra ăn sáng ngồi chơi luôn. Ngày hôm nay đủ hiệu suất đấy không? Đủ độ phê rồi, trích đủ liều rồi. Ui dồi ôi, con này không dưới 5 được. Nó chạy, cả chạy. Đây còn con nữa nó nằm đấy này. Con này không dưới 5 được, chắc chắn. Ui dồi ôi. Hàng ơi. Được. Thì tay không phải được quen rồi á. Vợt của anh đâu anh Nam? Có vợt, hôm nay mong vợt. Mẹ, móng quen rồi à? Móng quen rồi, hôm nay đéo nghĩ là có vợt à? Gì? Con này bình thường. Con này là tầm 7 cân rồi. Con này không như được như con kia. Ui dồi anh em nhìn này. Con này phải 7 cân chắc chắn luôn. Anh Nam và mai em tóm cho. Mai em kẹp cho. Đánh thẳng không đứng đi được. Không, anh không phải đánh đi được. Đây à. Yếu lắm em ạ. Yếu thì cũng lên. Anh em cố đấy nhá. Anh em cố đấy nhá, thứ tư có hàng tiếp. Thứ tư lại có một lô như này nữa. Phê. Đừng sát vào. Ôi, đáp xuống mồm con này. Thả ra cho chạy. Thả nha, thả nha. Cứ để cho chạy, đừng sát vào. Thôi, vả đi anh ơi, không tuột đấy. Mới cho ông em là nghiện à? Được chưa? Tao quên mẹ bắt tao đéo đeo vô tô, quay mày hả? Nhả luôn vãi thật. Đớp hai phát liên tục mà nhả luôn. Tăm kìa. Anh em nhìn tăm kìa kinh không. Chiều đánh nổi vào việc ấy nhỉ Minh nhỉ. Chiều nhưng mà thời tiết này gió to nên khó nổi vậy. Thế à? Hay quá nhở. Từ anh từ. Nheo ra nó dày mà khó xảy lắm. Đấy, lại lên rồi. Không cần đâu. Chờ tí kéo lên được, kẹp cũng được mà. Rút. Đấy. Ngon luôn. Ui, anh em lên nheo nhiều quá anh em ạ. Sốt ruột. Phải ui. Hai đường hai con luôn. Phí thế.
ba đường hai con. Anh em lên nheo nhiều quá sốt ruột. Cởi áo thay cần thôi. À cởi áo thay mồi. Đánh nhá anh em ạ. Nhưng anh em đây toàn đánh cá sắt thôi. Mình vẫn muốn sốc. Chiến thôi. Đây. Dính luôn này. Vãi cả trưởng luôn này. Mày bắt đang bị hút. Mày bắt đang bị đau chân. Cái gì cá này quên cả đau chân này chết. Sộp à? Nhiều. Ôi giời. Thấy không? Về bờ nó dậy. Vãi cả trưởng nhờ. Ôi. Cắn mồm rồi. Ông bạn kia mẹ ba đường hai con, ông này ra thấy sẩy phát ra ném ké ké phát lên luôn. Phát đường đầu tiên ném ké phát ké đường phát lên luôn. Ông bạn kia vừa lên con ném thêm hai đường dính tiếp lại sẩy mất rồi. Bọn nheo thả thích nhở. Thả phát bụp luôn. Thôi lên thôi Minh ơi. Ui giời ơi. Ui giời. Đây là Paragame nhá. Bệnh nhân. Tối hôm qua mẹ chiều tối hôm qua vẫn mẹ comment ảnh mẹ ốm. Hôm nay đã ra đây rồi. Tối hôm qua vẫn chiều hôm qua vẫn trong viện. Chủ vãi. Mấy anh em cần dài cẩn thận quệt vào nhau nhá. Đây rồi. Ôi trời ơi. GoPro start recording. Vẫn còn. Ôi bong rồi. Quả đấy buồn cười cực. Quả đấy nó đớp rồi nhá. Xong mà cái dây của mình nó bị đập vào khoen ấy. Gỡ dây các kiểu xong đóng vẫn dính. Thế mà lại sẩy. Dị nhờ. Ôi giời. Bình tĩnh thế rồi mà vẫn sẩy. Cay thật. Ai đấy? Ai lên đấy? Nhìn đây giống kiểu mấy câu đài vít ở Đức Lĩnh. Úi dồi ôi, đổ dây luôn. Nó đớp quả vãi cả trưởng luôn này. Không phải nổ dây. Nổ linh. Nổ linh. Ôi, cái leader nó yếu anh em ạ. Trời ơi. Nó sờn sờn đoạn này rồi. Tiếc không, mình không để ý. Không nghĩ là nó ấy thế. Này anh em này. Đây là con nhái 15g nhé. Tất cả các phần chì của nó sẽ ở phía dưới đây này. Đây. Đây là đây. Nó độ hở lưỡi của nó này. Mình để hết ở phía dưới này này. Nên nó cái phần chì mình đặt nó ở phía dưới đây này. Cái sản phẩm này mình gọi là con đầu trâu nhé. Con đầu trâu này ở giữa ở hồ Dương Văn Bé mình cũng có phân phối luôn nhé. Anh em nhìn này, cá lên này. Không hiểu sao mà vẫn không lên cá anh em ạ. Buồn quá. Hai người lên cá một lúc luôn này. Anh em nhìn này. Đấy. Ui dồi ôi. Cá này. Kẹp thì anh có kìm không? Kẹp hay sẩy lắm. Kẹp không sẩy đâu. Ba anh nhấc cần em bắt em kẹp. Ở đây. Ui dồi, to luôn, cẩn thận gãy cần. Chưa được, từ chờ nhường nó tí anh. Đây, lên luôn. Đấy, lên luôn. Vào mồm. Ui, to luôn.
từ từ tai nạn đấy, từ từ bật cái bật, bật cái bật, bật cái bật hả? Đây, thêm cái bật đấy. Đây, đây, đây. Chờ chờ tí, chờ tí, chờ nó một tí. Chờ chờ chờ. Cao cao dây lên anh ạ. Ngắn dây bóng. Lại xảy à? Lại xảy à? Đấy. Anh em nhìn này. Cái anh mũ trắng kia mình giữ hộ này, còn chưa kịp gỡ cá thì bên kia lại từ từ, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cứ bình tĩnh thôi, nó mệt mà, bọn này nó da nó dày lắm, không 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 xảy được đâu. Rồi. Chúc mừng, quá chuyên nghiệp luôn. Chúc mừng nha. Cá như lợn. Kéo nổi à? Đánh nổi đi anh em ơi. Đánh nổi đi. Mồi gì đấy? Thôi tầm này không cần cá. Không, cá nó đang ăn mạnh như này, tội gì không đánh nổi cho sướng. Như cái bát quái này mà không dính nhở? Dính chứ, kiểu gì cũng dính, yên tâm. Nheo nó sợ gì đâu mà. Bọn nheo dị nhở. Sáng sớm 5 giờ bị mẹ lùa lưới vãi cả đái à. Xong nhốt vào một cái thùng, thả ra phát, đi săn mồi luôn ạ. GoPro stop recording. Ui, ui, vãi luôn. Ui, mồi, mồi chứ. Ui, ném to phát ăn luôn. Ui, vãi thật. Ui, phê không anh em? Ui, đánh nổi đi Khải ơi. Ném phát đâm luôn. Nổi luôn anh này. Quân ơi, đây đánh nổi Quân ơi. Ui ôi. Mồi nổi, mồi nổi. Nổi. Phê. Rồi bắt xuống ăn luôn. Mồi nổi. Ui. Phê vãi hái. Rời phát xuống ông ấy đớp luôn ạ. Đớp mất mồi luôn, ủm cái mồi luôn. Quế hồ đi. Vài đường nữa. Sốc một con nữa cho đủ clip à. Đừng nói tớp luôn nhá. Tớp luôn. GoPro start recording. Ơi. Ui. Vãi thật. Nó đớp kiểu nó không phải tực phát, nó kéo 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 đầu cần mình đi luôn. Không có kịp đóng gì đâu. Vãi thật. Cắn ghê thật đấy. Uầy. Quá đáng thật cái bọn này. Ôi, thank you anh. Đội ơn anh. Ôi giời. Thank you anh. Hết cả là cả đùi. Lên cá rồi à? Chết rồi. Có ghế, ghế mới. Thôi, bóng rồi. Ôi giời ơi. À, vẫn còn à? Chưa. Ông thu nhanh xem. Còn Nguyễn. Còn không bố?
Bố Dũng còn không? Ôi xảy rồi. Bố đóng nhái à? Nhái. Ôi con tưởng bố đóng quá sát, bố không đóng à? Không. Bố phải đóng cho nó cái nữa chứ. Đóng rồi đấy nhưng mà. Bố thu dây bố đóng cho nó phát mạnh mà. Chứng tỏ nó vẫn ở đây với mình ơi. Đánh chìm thôi em ơi. Gió lắm. Quả nó. Ui ôi nó đớp kìa. Ừ, vãi thật. Phê ông bố. Ôi con bông này nhạy nhờ. Quên mất bố Dũng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 73 nhá anh em nhá. Đây là bố Dũng, khách hàng gọi là người câu thân thiết của hồ mình ấy. Ngày nào cũng câu. 73 tuổi ngày nào cũng câu. Ngồi mấy tiếng đồng hồ. Đóng nhái như gì luôn. Bông này à? Nhái bông này. Nheo là cái chắc rồi. Vừa mới trượt mà đóng mắt. Phát trước sẩy, phát này đóng phát chết luôn. Phê. Con quay clip bố Dũng nhá. Đây. Sướng không ông? Tận hưởng đi. Nhà máy tí ông Dũng. Ui con bông này. Úi dồi ôi. Úi dồi. Con quay bố clip đẹp luôn nhá. Bố Dũng 73 tuổi nhá. Đóng nhái hơi. Siết tí máy bố Dũng ơi. Ui dồi ôi. Bố ra ném hai đường. Hai đường dính cả hai nhưng một đường sẩy một đường dính. Con này cho lên luôn nhỉ? Cứ từ từ bố, thoải mái mà. Con này bố làm gì cũng được mà nó luôn. Nhái thì sốc vào hết mồm kia rồi không sẩy đâu. Nào lên thôi bố. Ui dồi. Ôi gãy. Nể chưa anh em? Nể chưa bố Dũng ấy. Hai đường hai con bắt được một. Anh Cường ơi, Cường ơi, Cường ơi này. Mẹ cá lôi dây xong rồi đóng này. Con bông này công nhận nhạy thật, phải công nhận. Ơ bố cẩn thận gãy cần bố. Ơ con bông độ 16 gram lên em, đỉnh luôn. Buộc tự quấn chì vào. Ờ. Bóp cái chì vào phát là xong. Bóp thì có chì lá này này. Có chì lá bố quấn vào đúng không? Quấn. Ui dồi ôi. Anh em nhá. Cụ già 73 tuổi. Bãi trưởng chưa? Nể chưa? Anh em là cô cụ già nhá. Câu cực kỳ bình tĩnh luôn. Cá đớp phát, cường này, cá lôi nhẹ nhẹ. Thu dây, ui. Rất kỹ thuật. Chuẩn chỉ. Từng động tác chuẩn chỉ luôn. Đây con đây. Ra. Ra con không bắn. Bắn vào mặt cái để chết. Bố Dũng ơi. Bố đừng kéo cần nữa để con kéo dây. Để con kéo dây đi, con này thì không sẩy nữa rồi. Cảm ơn. Lại là bố Dũng 73 tuổi. Khổ vãi trưởng, ông ấy đang lơ nga lơ ngơ. Con này to. Nào, than nữa đi. Lên nữa. Đóng chưa? Ngái ơi, poison. Nào. Nào đừng có để bị bong đấy nhá. Ông bạn từ sáng giờ sẩy liên tục rồi. Ui, con này con gì đấy? Rác. Đùa ông Khải này chán thật. Con này to đấy ạ. Rác mà. Còn cây không ạ? Mày làm gì đấy? Tụt đọt à? Không sao, đánh nhiều khúc nó vẫn bị như thế. Đây ơi, ông em lên cá rồi. Bong ha. Ôi dồi ôi, Sophie. Sao bố?
bố lại dính á. Đẹp luôn này. Con bồ trọng. Khải ra đây đi. Cố đấm ăn xôi làm gì? Được chưa? Quay đi, quay quay nhiều vào, quay mạnh vào. Quay mạnh vào. Cái này nó nặng lắm. Ừ, nó nặng lắm. Đấy kìa, bố mẹ lên kìa. Ê. Úi giời, bác trọng lên luôn này. Chủ đề cá nheo này. Úi giời. Bố lên cá, con cũng lên cá luôn. Úi giời. Bố lên cá, con cũng lên cá luôn nè bố. Bên kia cũng lên cá à? Úi dồi ôi, mẹ nheo sướng thế nhở. Câu sướng thật anh em ạ. Nheo hết chứ còn gì nữa, drop shot. Nửa sân bên phải đúng không? Ui, con neo này nhạy thực sự luôn đấy. À cái con pông này phải nói là con pông này nhạy thực sự luôn đấy. Bố Dũng dính liên tục luôn này. Bố Dũng còn nào cho con mượn một con đánh. Lên đi bố ơi. Lên nhá. Lên thôi. Cho thằng này nó chơi chán đi ạ. Đấy nó lòi dạ dày ra rồi kìa. Đấy bố thấy cục đỏ đỏ đó không? Cẩn thận gãy cần bố ơi. Thằng đọt quá, thằng đó đang kệ kệ nó thôi bố ơi. Bố thôi bố chơi đi. Thôi bố chơi đi, gãy cần đấy. Bố đứng dậy đi. Bố cứ dựng cần 90 độ thế thì cần gì cũng gãy, xịn đến mấy gãy hết. Thôi để con. Để con. Để con. Đây. Ôi giời ơi. Ra này con đổi sang cái găng tay ấy này. Găng tay tập gym này. Tự tin lắm. Lên chơi trọng. Vãi. Ok nghe. Giải đen. Đấy anh em ạ, anh em có thể thấy hồ mình cá lên, cá nheo lên dễ thế nào đấy. Nói chung là cá nheo đấy cứ thả xuống là lên thôi, nhưng mấy con nheo hàng thì nó sẽ khôn hơn. Nói chung là đã đi săn hàng rồi thì để lên được nheo hàng thì phải chì và lì và phải thay đổi cách đánh liên tục. Chứ còn ra cứ vứt cá sắt rồi chờ nheo hàng thì khả năng chạm là cũng khó đấy. Bản thân mình như vậy thôi, mình đánh cũng chưa được một con neo nào hồ mình, tại vì mình cũng không tập trung đánh được ấy. Đây là cái video mà mình làm về săn neo ở hồ Dương Bé của mình, nên là anh em nào thấy hay bổ ích thì cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.